nào có chuyện gì đâu. Đường Quốc Ca đang đón chờ A Khương thưởng lãm. Nào thử xem. Coi kìa. Đẹp, đẹp lắm á. Xin đừng quên tôi.
ta gì mà lạ vậy? Phải, xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sông người tương gia cuối, nhờ sự rủi dũng của giải ngân. Đôi hôm cùng qua duyên tình ta ngất ngây. A Khương ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tìm yêu rừng sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạnh lùng. Tiếc như mơ giấc chim bàng. Trong nhiều bước ấy khánh vào đời. Bảo dòng cuồng phong